Anh tự cắt đây. Ồ, anh dễ cắt lắm. Ừ, mềm mày. Ủa, tự nhiên anh dễ cắt đấy. Mình nghiền cưng á. Wow. Mặn mày cứt. Nó mặn à. Có bầm mũi không? Chưa bầm mũi nữa. Mặn kiếp. Chứ mình đi lại nên chưa bầm mũi nữa. Tại cả như là, à kìa có như là vọng như thế này đi. Mình đánh. Con nhìn hài thôi. Lần đầu tiên ăn cua. Răng ấy đục con rá nữa. Biết nữa. Cắn chứ. Đổ ra cái tô. Thì không cần đôi hút nữa. Cái mờ của hắn phải. Ừ. Còn cái con. Rồi ăn nhiều gì thế. Có thịt ăn cả đông luôn. Có thịt ăn nhiều không? Một con à. Alo. Cái vỏ này. Thịt nhiều. Con thịt sật 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 ạ. Wow. Đã rồi đó. Mà thịt ngon vậy. Đặc chí đặt tiền. Mà thịt ngon thật. Mà cái súp của anh ngon cực. Hay à. Con này mềm ha. Ở trong này hết rồi á. Rồi cắt cái càng đi. Rồi cái con. Trời ơi, cái càng thì tìm những cái càng mà con cú á. Con lớp bổ như thế đó. Như chưa em nó không phải lắm. Đâu. Chưa có kinh nghiệm nó chưa có cảm thấy.
cái để đăng lên YouTube. Nhưng mà mẹ em không đăng được. Được. Đăng 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 quay xong là đầu tiên cái là đăng. Thì chúng anh cái cả một nói biết này. Tiền ăn thật đi được tập mẹ biết nếu mà có nghe thịt còn ít chứ sao có khi nó ăn cân cho em luôn ừ cân một chút quá có ăn con thì cái gọi là thối luôn á. Nước nhớ đi. Bỏ biển đi. Để cũng trên cài đá. Ăn đỏ. Trời. Đồ luôn đi chứ. Anh biết cái tên tăng lên từ kia. Nhất quá. Hả? Chắc kết quá. Thế không? Thì là gì nữa. À, khánh ạ. Tới. Nước ngọt. Cái nước ngọt. Ít nhất là bỏ. Bên sáng mình hồi hồi cái nhìn như là học cái nhìn học tiết kiến cú. Huyết hăng vậy. Ừ. Phi à. Đúng rồi. Ừ. Mình ngu của mẹ. Nhớ đá là tiết kiến tôn. Ừ. Đúng rồi tiết kiến. Hai lần tiết kiến đủ ngon rồi chị nữa. Có về lấy mặt. Ừ. Ừ đúng rồi. Đúng rồi, đúng luôn, cái cánh nó chỉnh chạy quá. Mình thôi đi ăn ăn thịt đi. Thế. Thank you.
cánh mẫu quá đó. Biết biết quá ba còn nữa từ 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 đừng có đừng có từ 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 đi mua thêm thấy rõ quá cái thịt nó giống kiểu thịt bò thịt như cái nón cái thịt chậu bự qua giống hung ấy nó cái đầu con chị ăn đi cái đầu này mãi cái đầu hẳn á con nhìn cái ốc bẹo thân lắm chưa ăn được cái ốc này hả con nhìn ốc con tổng bẹo rồi ăn ăn không mình ăn con bẹo con mồ hôi đây nhiều nhá bờ này này cục nhiều
Còn mình ngang rồi đó. Đủ bao nhiêu phút thì được mới được đắng để lâu lâu ấy, chắc bữa rồi chứ cái bữa anh đắng cái đám cưới đó sao mình đắng được cái nữa đắng gián tiếp cái đi là theo kiểu là đồng ý đắng trước rồi mình phải quay chưa thì nhiều ấy cái này ở đâu này à ủa quả tươi luôn cái này không hao mà cái này là cho quán hay là không phải cái cam mới nặng như cái cọ còn hơn cam nữa cái thằng giáo đó là thằng đấy đó không thằng là cùng là bên cua nhưng mà à bên biết em biết nói chung hẳn cũng lên đó tại vì em hỏi hẳn cái thằng này biết hết món đi bên giáo an á.